phải dự thi và đạt cúp mới được. Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Ai là người đoạt cúp năm nay? Các bạn hãy chờ xem. Quả bí ngô của anh em nhà sắp 11 cân. Ở đây là nhà vô địch của năm trước. Anh quả bí ngô của anh Quang là 25 cân. Các cổ động viên cổ vũ cho Thỏ. Trời, quả bí ngô của Thỏ bún nặng là 35 cân. Còn đây là Lu, anh có vẻ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân. Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới. Úp, thuộc về Lu. Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời! Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ chức vô địch
rồi à? Ừ, tớ không chơi được nữa đâu. Vậy thì đi theo tớ. Bố ơi, bố ơi, Sisi, Sisi ơi, bố ơi, bố ơi, bố giúp con một chuyện được không? Chuyện gì thế con? Bố lại đây với con. Đây, cháu ăn đi. Các người có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này mà không mời ta à? Sao ông dám... Dám làm sao? Người có ý kiến gì hả nhóc con? Ông đúng là đồ xấu xa. Lúc nào cũng cướp đồ ăn của người khác. Đừng con, kệ ông ta đi. Chỗ này vẫn chưa thấm tháp gì so với ta đâu. Lần sau, nhớ chuẩn bị nhiều hơn, rõ chưa? Hắn ta là ai mà lại hống hách thế ạ? À? Đó là lão Lêu, đáng sợ nhất khu rừng Ribbon này. Chuyên bắt nạt kẻ khác, nhưng không ai có khả năng chống lại lão. Không thể để như thế được, phải dạy cho hắn một bài học chứ ạ. Kìa, Sammy, cậu định làm gì thế? Ôi, mẹ ơi! Ôi, con tôi, trả lại con cho tôi. Trò chơi mới bắt đầu thôi, tất cả các ngươi đều có phần. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao không? Mẹ mau tỉnh lại đi. Chưa gì đã bất tỉnh rồi sao? Các ngươi thật là kém cỏi. Ta vẫn còn muốn chơi nữa. À, mẹ ơi. Ôi con tôi. Con ơi. Ôi. Là Mi à? Dám bắn ta. Với sức của Mi mà cũng dám đấu với ta sao? Trời ơi, Sammy, mọi người, mau lại đây giúp tôi một tay đi. Tớ sẽ giúp cậu. Hai tên nhãi nhép này, chúng mày muốn chết à? Mọi người, còn chờ gì nữa, mau tiến lên. Nhanh nào, cố lên nào. Các người định làm gì hả? Mau tránh ra. Chúng ta hãy cùng nhau đánh cho hắn một trận để hắn chừa cái thói hống hách đi. Chết này, chết này. Ôi, đau quá. Ôi, ôi. Trời ơi, đau quá, đau quá. Bây giờ bị thương nặng thế, xem ông ta còn bắt nạt được ai nữa. Phải đấy, đáng đời Leo ra nát. Hoan hô Sammy, hoan hô Sammy. Ui da. Sốt, sốt quá. Toàn thân mình bị thương thế này, mình sẽ chết mất. Ôi, sao tự nhiên lại dễ chịu thế này? Ông đã thấy khá hơn chưa? Chúng tôi đã bôi thuốc và băng bó vết thương cho ông. Xin lỗi vì chúng tôi đã làm ông bị thương nặng thế này. Ông hãy ở lại cùng chúng tôi cho đến khi các vết thương lành hẳn. Các người thật là tốt bụng. Các người không căm ghét tôi nữa sao? Tôi đúng là một kẻ xấu xa. Tôi hứa từ giờ sẽ thay đổi, không hống hách và không bắt nạt mọi người nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thank you.
Hây. Ui. Bay trên mây thật tuyệt luôn nhỉ. Chúng mình sẽ có dịp đi thăm hành tinh quả bạn luôn nhỉ. Cảm ơn món quà của cậu bé hành tinh quả. Hoa băng cho chúng ta đôi cánh tuyệt thật. Ừ. Đố cậu bắt được tớ đấy. Cứ chờ đó xem con chạy đi đâu. Oh,
Hà Băng ơi, hãy giúp chúng tôi. Cảm ơn Hoa Băng nha. Chúng mình bay thám hiểm tiếp nào lúc. Bay nào. Thích quá. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm rộn vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi thơ, ta bạn bè ôi thắm bên hương, yêu sao thế giới thần tiên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn thân, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu, lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong mùa xuân đã đến mà gấu lười vẫn chưa thức dậy khỏi giấc ngủ đông. Trong giấc ngủ dài, gấu lười mơ thấy một bà tiên. Bà tiên nói rằng ở nơi xa, rất xa, nơi đất trời hòa làm một, tuyết rơi trắng xóa, con sẽ gặp người bạn tuyệt vời cùng với chiếc bánh rất ngon. Gấu ơi, cậu ngủ gì mà nhiều thế, làm tớ chờ mãi. Ra đây chơi ném bóng đi. Hôm nay tớ không đi chơi bóng được rồi. Hôm nay tớ phải đi tìm một người bạn tuyệt vời. Bà tiên trong mơ nói rằng ở nơi tuyết trắng phủ đầy, một người bạn tuyệt vời cùng chiếc bánh ngon đang đợi tớ. Nghe cũng hay đấy, nhưng mùa xuân rồi, làm gì có tuyết nữa nhỉ. Mà nhắc đến bánh, tớ lại thấy đói quá. Cậu ăn tạm củ cải này đi, rồi chúng ta đi tìm người bạn tuyệt vời nhá. Trời gặp nhau là ở chỗ nào không? Thì chiều nào mặt trời chẳng hạ xuống hướng tây rồi chạm vào mặt đất. Ừ nhỉ, có thế mà bọn tớ không nghĩ ra. Các cậu cho tớ đi cùng với nhé, chắc là người bạn tuyệt vời có đủ bánh ngon để chia cho tất cả chúng ta. Tớ chịu thôi, tớ không đi nổi nữa đâu. Nếu các cậu mà gặp người bạn tuyệt vời thì nhớ phần tớ một ít bánh nhé. Cậu cứ yên tâm, nhất định bọn tớ sẽ phần cậu. Yêu ơi! Yêu ơi! Yêu! Đừng sợ, chúng ta tới đây! Yêu ơi! Cảm ơn hai cậu đã cứu tớ. Tớ cố hại táo mà không được, về chắc mẹ tớ sẽ mắng mất. Bọn tớ có mang theo một ít táo đây, cậu cầm cả về đi. Ôi, hai cậu thật tốt bụng. Vậy các cậu cầm cái bánh sữa này, lát nữa nó khô đi, ăn ngon đấy. Trông ngon quá, cảm ơn cậu. Hai cậu đang đi đâu thế? Bọn tớ đang đi tìm người bạn tuyệt vời. Cậu ấy đang ở phía trên trời, nơi đất và trời gặp nhau ý. Chúc các cậu tìm được người bạn tuyệt vời. Tạm biệt dê nhỏ. Mặt trời sắp lặn rồi, nhanh lên nào. Tại tớ chạy chậm quá, không thì đã đuổi kịp mặt trời rồi. Người bạn tuyệt vời,
chắc không đợi bọn mình nữa đâu. Đừng buồn, không có cậu ấy thì bọn mình chơi bóng ném với nhau cũng vui mà. Ôi, tớ đói quá. Cậu nhìn xem, mặt trăng có giống cái bánh sữa không kìa. Con tớ thì thấy chưa nhiều sao, cứ như là tuyết rơi ấy. Thôi, ngủ đi, mai về rừng, cậu sẽ không bị đói nữa đâu. Ừ, rồi chúng mình cùng chơi bóng này nữa nha. Chào cậu, cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu, mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Hey.
Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào. Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Hmm.
Nhỉ? Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá buôn nhỉ. Ừ.
Cứu tớ! Una ơi!